báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 2 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Về thời tiết biển, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.